Hello, sửa chữa đơn điện Dũng Dân, xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta đi kiểm tra một chiếc nồi cơm điện sợi đốt, tức là mâm nhiệt chứ không phải là cao tần của Toshiba này. Và mình đi mình xem model nhé. Và ở cái nồi này nó có một cái bệnh rất là đặc biệt. Rồi mình sẽ nói chuyện này sau khi mình nói model này. Model RC gạch ngang 18NMF đó, điện áp 220, tần số làm việc là 50Hz, 680W các bạn nhé, 1.8 cái nồi này nó đang bị cái tình trạng như thế này. Nồi này đã được một bác thợ sửa, tức là chủ nhà mang đi bác thợ sửa, và bác thợ phải sửa đến 4 lần, và tức là chủ nhà cứ mang đi mang lại 4 lần liền. Và đến nỗi bác thợ bác bực mình quá, bác còn bảo là nếu mà không thổi được cơm ở nhà mang đến đây tôi thổi cơm cho mà ăn. Tức là bác nói câu đấy. Và khi mà chủ nhà đun thì nó cứ chạy được, có lúc thì 30 phút nó ngắt, có lúc thì 5 phút nó ngắt. Tức là ẩn nấu xong rồi 5 phút nó ngắt, 30 phút nó ngắt. Thế là ra thợ mới bảo là nghi ngờ nó hỏng cái ổ này, và thợ đã đưa cho một cái dây nguồn mới. Thế là còn nghi ngờ cả cái ổ điện trong tường. Nhưng mà khi mà có dây nguồn mới, có ổ điện trong tường cắm không sao. Khi mình xuống chỗ nhà ông anh rể thì khách mới mang sang bảo là anh ơi, cái nồi này nó bị tình trạng như thế, cắm là nó ngắt. Chính vì thế là mình cắm luôn và mình thử tại nhà của ông anh rể thì chắc chắn là ổ điện thì nó khác rồi, đúng không ạ? Thì cái dây nguồn thợ đã đưa cho thì dây nguồn chất lượng rồi. Nhưng mà nếu mà mình thử ở cái chỗ chế độ lấu thường này, white rice này, có nghĩa là gạo trắng này, thì nước có thể sôi được mà không ngắt. Nhưng mà khách hàng là ở nhà người ta là hay có cái việc là như này, cả nhà đi làm về đến lúc tối về bắt đầu mình được cắm cơm, cho nên người ta hay nấu vào quick cook step, tức là người ta muốn nấu nhanh. Nhưng mà khi mình cũng test thử nấu nhanh thì đúng là 5 phút là nó ngắt và 10 phút là nó ngắt. Nói chung là nó cứ nếu chế độ nấu nhanh là nó ngắt sớm. Đấy, một cái bệnh rất chi là đặc biệt. Và đây mình sẽ cắm điện. Và nồi này mình đã test rồi cho nên mình tự tin mình cắm vào điện, không cần phải cắm qua đèn làm gì. Đây các bạn nha, nếu mà để chế độ nấu nhanh này, nồi này là bấm xong rồi để nó chạy. Đấy, các bạn thấy nó ngắt không? Đấy, đấy nó ngắt. Mình nào bấm chế độ nấu nhanh này. Có lúc thì nó được 30 phút, có lúc thì nó đấy chưa đầy 5 phút nó ngắt các bạn ạ. Nếu mà để chế độ lấu thường, như hôm qua mình test là chế độ lấu thường nó còn sôi được cả nước luôn. Đấy, nhưng bây giờ nó lại ngắt đây. Đấy, cho nên là hôm qua mình đun thì nó đun được, sôi được cả nước. Và mình sẽ đã xách về mình sửa cho khách này. Và bây giờ chúng ta đi mở nó ra để chúng ta xem tại sao mà nó cứ chế độ đây như này, nó lại giữ rồi này các bạn này. Tất cả cái nồi này nó không phải là cái như các cái nồi khác là khi mình bấm vào nút cook là cook, mà bấm nút cancel là cancel, mà bấm keep warm thì nó keep warm. Nhưng mà cái nồi này là nếu mà bạn bấm keep warm, bấm giữ nhá, tức là bấm cook nhá, thì nó sẽ nhả tay ra thì bắt đầu nó mới giữ lệnh cook. Còn các bạn bấm liên tục thì nó sẽ chuyển lệnh. Đây là keep warm này. Keep warm thì nó chạy no problem, không vấn đề gì. Nhưng mà đối với nấu này là nó sẽ cứ chạy chưa một lúc là nó ngắt các bạn ạ. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chúng ta. Vì tại sao mà thợ sửa đến 4 lần khách hàng vẫn không sử dụng được. Cho nên cái bệnh này rất nan giải. Chúng ta phải đi check kỹ xem. Đấy các bạn thấy ông ngắt rồi này. Check kỹ xem. Với cái chế độ của cái nút này là bấm một lần
xong bắt đầu để một nút, tức là nó như kiểu nó có một cái dao động của tín hiệu từ cái này, nó dao động vi xử lý để nó giữ được cái xung từ cái phím này bấm về vi xử lý để nó lưu cái lệnh. Đấy, ví dụ các bạn bấm chuyển liên tục đúng không ạ, thì cái lệnh của bạn nó sẽ xung xong lại ngả, xung xong lại nhả, xung xong lại nhả. Nhưng mà khi bạn bấm một lần như này, bấm như này đúng không ạ, nó lên như này mà không thấy các bạn bấm nữa, thì bắt đầu nó mới tạo một cái dao động đưa về vi xử lý và nó sẽ giữ luôn cái lệnh đấy, liên tục giữ liên tục thì nó sẽ là quick, nó giữ nguyên. Còn nếu mà cứ bấm nhả thì nó sẽ nghĩ là các bạn chuyển. Đấy, cho nên là cái này nó phần nhiều là nó ở mạch điều khiển các bạn ạ. Đây nó lại giữ điều này này. Cho nên là phần nhiều ở cái mạch điều khiển này thôi. Chính vì thế chúng ta đi chúng ta khui màu mạch điều khiển ra, bởi vì công suất của nó là cái sợi đốt thôi. Cho nên nó chỉ cấp đa số là các nồi sợi đốt là nó cấp rơ le. Chính vì thế là mạch điều khiển nó là đây, các bạn thấy nó đang giữ rồi này. Đấy, nhưng mà có phải lúc nào nó cũng giữ được như này đâu. Đó, đây các bạn, mình lại bấm này. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta phải đi nghiên cứu nguồn của nó đã các bạn ạ. Khi mà nguồn của nó phải ăn đủ no thì nó mới hoạt động tốt được. Đó là điều tất nhiên là phải bắt buộc phải có. Cho nên là chúng ta sẽ đi chúng ta check nguồn trước nhá. Nào, bây giờ đấy, bây giờ nó lại giữ đấy. Lúc nãy bấm là nó ngắt, bấm là nó ngắt. Đây các bạn thấy nồi bốc hơi rồi này. Đấy, cấp nguồn cho sợi đốt rồi này. Rồi, bây giờ mình sẽ tạm dừng video, mình đi mình tháo cái nồi này ra để chúng ta tiếp cận bên trong ruột nồi nhá. Ok các bạn. Các bạn này, có thể đây là thợ ghi này. 23 tháng 5, có nghĩa là sửa từ tháng 5 các bạn nhá. Ghi rõ là nguồn, tức là nguồn có vấn đề các bạn nhá. Đó. Cho nên là chúng ta sẽ quan tâm vào nguồn. Khi mà thợ đã check nguồn mà nó cứ đóng ngắt như này, chúng ta quan tâm nhất là nguồn. Và cái ở cái nồi này ấy, nó không có cái công tắc để mà nó điều khiển cái ở cái lõi giữa này. Có một số cái nồi nó có thêm một công tắc phụ ở đây, nhưng mà nồi này không có các bạn nhá. Nhưng mà mình nát mình cũng sẽ tháo ra check xem nó chính xác là có hay không có. Nó có một công tắc phụ để đóng cho cái cảm biến ở đây này. Nhưng mà nồi này có vẻ là không có đâu các bạn ạ. Nào, tiếp tục mình đi mình tháo tiếp nào. Đây chắc phải cậy cậy cái mặt trước này ra này các bạn ạ. Ok mình đi tháo tiếp nhá. Với cái thiết kế gần đây của người của nồi cơm điện, công nhận cậy mấy cái lẫy này khó kinh khủng các bạn ạ. Mãi mới cậy được ra. Nào bây giờ chúng ta đi xem nào, sợi đốt này. Sợi đốt bây giờ chúng ta rút tạm sợi đốt ra, chưa cần check sợi đốt nhé. Bởi vì chúng ta quan trọng là nguồn này. Sợi đốt chính này không cần luôn. Bởi vì đóng nguồn cho mạch mà mạch hoạt động là được. Một sợi đốt này. Nó đỡ vướng dây dợ các bạn ạ. Dây thứ hai của sợi dây là dây trắng này. Và chúng ta đi phân tích mạch xong chúng ta sẽ nghiên cứu vì sao mà nó đóng xong lại ngắt các bạn nhé. Liệu có phải là nó bị cảm biến của nó có vấn đề, nó phản hồi lại hay như nào đó thì cái đấy mình chưa biết được. Bệnh này bệnh đặc biệt. Có thể là đây sẽ là một cái mà chúng ta sẽ gặp phải trong tương lai, cho nên là mình sẽ check từ từ. Red này, blue này, có thể là không cần phải đánh dấu rồi, Nhật người ta đánh dấu sẵn rồi. Nào đây. Đây là cầu chỉ nhiệt các bạn này. Đó. Cầu chỉ nhiệt này. Bây giờ nha, mình check dây nha. Dây trắng và dây vàng này. Hai dây đỏ này là sợi đốt trên này. Đây tiếp địa không nói gì rồi. Thì dây trắng và dây vàng là dây vào này. Và sau khi cầu chỉ nhiệt nó chạy ra đây này. Nó xuống đây, vào đây, vào chân dơ le đây. Đấy. Và chân màu đỏ này dơ le đóng ra này. Oh sorry các bạn.
qua dây vàng, qua cầu trì nhiệt này, xong rồi chạy ra đây vào một chân dây le này, và chân dây le ra là cho sợi dây đỏ nhé, là cấp vào sợi mâm nhiệt. Chân thứ hai của mâm nhiệt thì sẽ cắm vào wire, sẽ cắm vào đây, đây wire này, chạy thẳng vào từ một dây trắng đi vào và đi ra luôn này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ rút ra. Khi mình test mình sẽ có cái dây mà có đầu cốt để test nhé. Chúng ta không cần phải cái dây ngoài vào làm gì. Nếu mà như chủ của cái bếp nồi này bảo là nếu mà có thể là anh thay luôn cái phích này cho tôi, sợ cái chân phích này nó lỏng. Nhưng mà các bạn thấy mình có cắm cái dây chân phích của cái nồi rất xịn này. Chân phích này mình chuyên đi sửa thử nhá. 2 x 1 dây 2 x 1 là chuyên để thử. Bởi vì dây này nó rất chất lượng cho nên mình chuyên để dành để thử. Đây mình rút cả cao áp trên, cao áp dưới này. Cái đầu vào này, in đây này. Và in đây này. 3.15A cầu chì 3.15A. Nào bây giờ chúng ta đi tháo lõi ra xem nó vì sao mà nó bị lỗi tình. Nếu mà một trường hợp nhá, các bạn bấm vào đây chẳng may các bạn bấm giữ, tức là cái nút này nó bị chập, biết đâu nó cũng sinh ra cái bệnh đấy nhá. Và tiếp tục mình đi tháo tiếp này. Rồi bạn ơi, mình đã đi tháo ra này. Với cái việc mà nó vẫn đi lên 0 giờ 16 phút này, có nghĩa là cái pin này của nó hoạt động vẫn ok nhé. Và các cái nút bấm này mình thấy là rất chất lượng, cho nên là khả năng là bị chạm chập nút bấm là không có rồi. Đây, con chip vi xử lý đây. Có một điều là đây. Vậy là cái này bác ấy đã sửa nguồn rồi này. Bác đã sửa nguồn rồi, chứng tỏ là bác cũng nghi ngờ nguồn rồi. Hay là bác ấy nồi bị hỏng nguồn, chắc phải hỏi lại chủ nhà xem, chủ của bếp nồi xem ngay từ lúc đầu nó có bị không lên nguồn không. Nếu mà nó không lên nguồn thì chúng ta sẽ kiểm, có thể là bác ấy sẽ đã thay nguồn. Đó, đã thay nguồn và IC nguồn có thể là không phù hợp chẳng hạn. Nó quá dòng là nó ngắt nguồn trước chẳng hạn, ví dụ thế. Cho nên là nếu mà chính xác, nếu mà đã bị thay IC nguồn thì chúng ta sẽ lại làm việc kiểu khác. Mình sẽ đi xử lý cấp nguồn vào để cho nó ổn định về phần nguồn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi, tất nhiên là vẫn phải cắm cảm biến vào các bạn ạ, không thì nó báo lỗi đấy. Cắm sợi đốt trên thì không cần, cắm mỗi cái cảm biến thôi. Nào, bây giờ chúng ta cấp nguồn vào này. Và nguồn ra mình sẽ lấy một cái đèn mình cặp vào nhé. Để nếu mà có thì mình sẽ báo nguồn ra các bạn ạ. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ đi đặt ở ngoài này, chúng ta test thử ở đây luôn này. Để cho ngoại trừ cái việc cơ khí nó tì vào nút này. Đó, ngoại trừ hết cơ khí tì vào nút. Và chúng ta test ngay trên bàn này. Rồi, để mình bỏ cái nồi này xuống. À, nhưng mà cảm biến, thôi được rồi. Hãy tháo cảm biến ra cho ra luôn này. Được rồi, để mình tháo cảm biến ra cho cái bàn nó rộng, chúng ta làm việc nó dễ. Rồi các bạn ơi, mình đã tháo cảm biến ra này. Và chúng ta sẽ cắm cảm biến vào để tránh báo lỗi này. Đúng không ạ? Bây giờ mình đi mình kết nối dây điện vào hai cọc vào này. Đây hai cọc này. Và sẽ dây ra cho đèn. Mình sẽ cặp một cái đèn này, đèn 200W nhá. Thì sẽ cặp vào đầu ra như này. Đúng không ạ? Đó, nếu mà nó đóng cho sợi đốt thì nó sẽ sáng đèn. Nhưng mà đơn giản thôi, chúng ta nhìn đèn này chúng ta biết này. Khi nó đóng cho sợi đốt thì dây le đóng thì không nói, nhưng mà ngay bản thân cái lệnh này nó đã ngắt rồi. Bây giờ chúng ta đo xem lệnh này nó thế nào nhé. Ok, để mình lấy dây nguồn cái lối. Rồi các bạn, để hạn chế tối đa việc chập chờn, mình không dùng loại rắc nữa mà mình hàn luôn dây vào trong mạch luôn. Nào, bây giờ chúng ta cắm qua đèn nhé. Bởi vì không có sợi đốt thì chúng ta không phải lo đâu. Bây giờ chúng ta check đường nguồn trước vậy.
một dây AC vào đây này, một dây AC vào cọc này này, đó, hai dây AC, thì dây AC là chạy qua đây, là chạy vào chân một con chiếc này để đóng cho sợi đốt bên hông ấy. Còn một con chiếc bé này đóng cho sợi đốt trên các bạn nhá. Cái rắc da của chiếc bé đây, còn rắc da chiếc lớn đây, đấy sợi đốt trên đây, đó thì nó vào thẳng đó. Và đây nó có một con điện trở từ đây sang đây và nó chạy về phía đằng này. Đây là điện trở định thiên, thì có thể là chân chiếc này, R này, định thiên chân chiếc thôi. Chân hai chân T1 và T3 của chiếc này. Còn có một cái nữa, để nghe mình tìm đường nguồn đi vào. Đây, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây. Qua con chở con gọi là, mình cứ gọi đây là con điện trở nhiệt nhá. Khi mà nó bị chập tải thì điện trở nhiệt nó sẽ chịu đủ 300V nhá. Đó, qua một con điện trở nhiệt. Đây, mạch nó đi vào đây. Đi vào đây qua con điện trở nhiệt đây. Con này là con thêm một con cầu chì. Đây là con RV, tức là R xong rồi V, có nghĩa là điện trở nhưng mà quá áp, tức là khi cắm điện áp cao quá thì nó sẽ ngắt các bạn nhá. Và song song với đó là một con tụ chống nhiễu công nghiệp. Đó. Thì bên này là dây bên này, AC bên này thì đi qua một cái cầu chì bằng mạch điện đi vào đây. Đó, vào đến đây. Rồi, xong tiếp tục xem là đi đâu nào. Ở đây có một cái con điện trở 100K này. Xem đúng không? 100K. 100K từ đây vào đây. Để làm gì nhỉ? Đưa vào chân tụ điện này. Chân mát của tụ điện. Và từ đây lại đi một con trở tiếp là 100K nữa. Vào chân này là khả năng là mát nguồn các bạn ạ. Dương nguồn, dương của tụ đây. Bởi vì ở đây nó là sử dụng chiếc, cho nên nó phải sử dụng điện áp âm. Mát nó là dương các bạn ạ. Đấy, mát của nguồn nhá, mát nguồn chính 300V nhưng mà lại là dương của nguồn phụ các bạn này. Đó. Thì 100K từ đây vào đây và 100K tiếp tục vào dương của tụ lọc nguồn đầu ra này. Khả năng đây là tụ lọc nguồn đầu ra. Mình sẽ xem khả năng đây là con 7805 đấy, con bé tí đây này. Con ba chân này này. Mình đoán thế, mình chưa dò hết mạch cho nên mình đoán thế thôi. Tụ lọc nguồn chính này. Thì nó đi, đây mình dò tiếp từ cái đường này. Đây. Từ đường đỏ này đi vào đây qua một cái cầu chì trên mạch, gọi là cầu chì mạch in, đi qua con trở là 62 ohm vào đây và đi qua một con diode nắn D1, nắn vào tụ dương luôn, tức là ở đây nó sẽ có 300V trên con tụ 220 450V này. Tụ này thì quá đủ lộ công suất rồi và nó đi vào con IC này. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra xem bác này thay con IC hay là IC zin của nó nhé. Nhìn chân hàn này có vẻ là IC zin đấy, chứ chưa phải IC thay đâu. Tức là bác ấy có hàn, nhưng mà bác ấy hàn một nửa IC thôi. Còn một nửa IC kia thì không hàn. Để mình xem lại chính xác xem đã hàn chưa nào. Đúng rồi. Bác ấy chỉ hàn mỗi một dãy chân bên này này, ba cái chân bên này thôi. Đó, vậy là con IC này IC gì để mình xem nhá, nó hơi bé. Ôi chà. Mất xứ số rồi, bị mờ mất số rồi bạn ơi. Rồi để mình lấy kính lúp phóng đại lớn hơn mình xem nó IC gì, mình tiếp tục quay nhá. Đây mình mới chơi quả 25 lần này, mình đã xem này các bạn ạ. Đâu để xem nào, nó có IC gì. Ai giờ không nhìn được bạn ạ, mở hết rồi. Còn các bạn ơi, IC mở hết số rồi. Chúng ta bây giờ chúng ta đi đo chân IC. Đây nhá các bạn nhá. Thì dương nguồn này. Dương nguồn chạy qua diode này và chạy vào chân D. Đây là chân D, là chân số 8 con IC. Đó.
và nó ra chân số S là chân số 1 này, và đang chân số 1 chân S này, bởi vì mình thấy ba chân này 1 2 3 chập nhau. 1 2 3 chập nhau. Để xem lọc nguồn nào. Đi ra cuộn L qua ngoài. Một con tụ này là lọc nguồn chân 5. Đúng rồi, đúng rồi. Chân S là chân 1 2 3 này, và chạy qua đây, chạy qua con chở 1,5 ohm và ra ngoài qua cuộn L này. Qua cuộn L này bắt đầu mới vào tụ lọc nguồn này. Định thiên bằng một con diode đấy. Vừa đối với cái mạch bắc nguồn nhá, mạch hạ áp ấy, thì nó sẽ sử dụng cuộn L, diode và tụ điện ba cái để nó tạo ra đây tụ điện này nhá, tụ con tụ to này bạn này. Còn con tụ nhỏ là con lọc nguồn cho con chân FB. Chân FB là chân số 5 này. Đó. 1 2 3 là chân 1 2 3 là chân S này. Chân 8 là chân D này. Chân 5 là chân FB này. Và chân xem là chân chân số 4 là chân cấp nguồn các bạn ạ. Nó cấp bằng con chở 1302. Lọc bằng một con tụ ở đây. Còn 33 nó lấy thẳng từ nguồn chính các bạn ạ. 3301 xong rồi đi vào đây lọc bằng con tụ này và tiếp tục 3302 1302 đi vào chân này. Đấy, tức là nó lấy nguồn chính để nó nạp điện cho con chân số 4 này, tức là cấp nguồn cho chân số 4, và nó định thiên bằng hai con tụ này, không biết là có phải con tụ hai con diode này và hai con diode ghim không? Có phải DZ không để ghim điện cấp nguồn vào đầu báo của chiếc này. Nào mình tiếp tục mình xem nào, bởi vì cái mạch này nó sơn thành ra là chúng ta dò mạch rất là khó. Đó. Để mình xem nhá, cái chân con diode này, diode quay ngược lại này. Đây đi ra này, dây L này, có một con diode quay ngược lại này. Và ra đây tụ điện lọc ra đây. Mình xem ở đây bao nhiêu volt. Nếu mà dơ le là bao nhiêu volt thì điện áp cao hơn dơ le một chút. Dơ le 12V nhá. Thì điện áp sẽ là 35V thì khả năng nó sẽ lên khoảng 15 đến 18V. Ở cái máy này là nồi mâm nhiệt cho nên nó không có quạt tản nhiệt các bạn ạ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi đo ở cái điện áp trên con tụ điện đầu ra này xem là bao volt nhá. Chính con tụ này này. Đây, nó có một con DZ đây nữa các bạn này. DZ ổn áp đầu ra này, song song với con tụ này. Đấy, thường thường là nó sẽ có một con diode chống ngược nhá, cuộn L và một con tụ để tạo bộ ba, tạo xung để hạ áp nhá. Nhưng mà nó sẽ có một con diode DZ này để làm gì các bạn hiểu không? Cái DZ này cực quan trọng, nhưng mà con DZ này nó lại có một cái chức năng rất là hay là khi mà nguồn dâng cao, tức là nguồn bị chập IC, chết chập IC, nguồn dâng lên 300V chẳng hạn, nó nhồi thẳng vào trong đây, thì con DZ này là nhiệm vụ của nó ghim, ví dụ nguồn này 12V thì nó sẽ ghim 12V mấy chẳng hạn, hoặc là có thể chịu lên nguồn này IC có thể chịu lên đến 15V chẳng hạn, thì nó ghim 15V, và khi nguồn 300V lao vào thì nó bị chết, nhưng mà nó không chết đứt mà nó chết chập. Để làm sao nó chết chập để lúc đấy dòng tăng lên và nó đánh ngược lại đứt cầu chì các bạn nhé. Chính vì thế cho nên trong trường hợp mà con IC là chập là nó sẽ bị chập theo, chứ nó không bị chết đứt bao giờ nhé. Thiết kế là thế, tức là người ta sinh ra con linh kiện là chết chập, diode ZN chết chập. Đó, bây giờ chúng ta đi cắm điện và đo xem ít ra cái điện áp trên này nó phải ok đã. Xem nó có ổn định hay không, khi mà mình đóng điện bấm chức năng nấu thì nó có ok không, và tất nhiên là chúng ta sẽ đi kiểm soát cái phần xung điện, tức là cái phần xung cấp cho dơ le qua bộ bóng điều khiển dơ le này, điều khiển con dơ le đóng này này. Đó, nó sẽ có một con tràn để điều khiển con dơ le đóng, ví dụ con hai con này chẳng hạn này. Đó, để xem cái xung nó ra là thế nào. Bây giờ đo điện trước đã, mà để cho
ngon lành, mình thích đo đồng hồ kim hơn. Đo điện đồng hồ kim thì thấy nó không thông dụng bằng đồng hồ số, nhưng mà để về cái độ chính xác thì mình thấy đồng hồ kim cũng chính xác lắm. Nào đây, mình sẽ cắm trên hai đầu con tụ nhá, không biết các bạn nhìn được không nhỉ. Đó, như thế cho nó dễ. Đây, mình cắm trên hai đầu tụ này. Mà mạch này cắm thoải mái rồi, cho nên mình cứ cắm trước đi. Nào, và bây giờ mình sẽ đo điện này. 11V mấy đây này? 11V rưỡi các bạn nhé. Không được 12V. Vậy là nguồn có vẻ hơi yếu. À, nguồn 300V này. Mình đo lên thang 1000 này, để đo 300V này. Chưa đến 300V, liệu đồng hồ của mình nó kém không? Chẳng nhẽ lại điện, đây điện đang 224V mà không lên nổi 300V này. Nào, mình lại phải vác đồng hồ số ra vậy. Nào, điện đang 300V này. 303V này. Điện A đầu ra này, yêu cầu phải 12V, trên 12V này. 12V thì vẫn có vẻ hơi yếu, nó phải trên 12V. 12V đạt này. Vậy là nguồn có rồi các bạn nhé. Và bây giờ khi chúng ta sẽ bấm lệnh và chúng ta sẽ đo xem cái nguồn có bị tụt không nhé. Bởi vì khi ở cái nồi này hiển thị của nó, nó không hiển thị là bị tụt nguồn hay là báo lỗi tụt nguồn hay như nào, mà nó chỉ đây, nút bấm đây, mình sẽ bấm vào nút này và mình sẽ tìm chân nguồn ra để mình lấy cái kim đồng hồ mình đo vào đúng vị trí đó. Đây, hai chân này, hai chân con tụ này, rồi đây, hai chân tụ đây. Nào, chúng ta sẽ đo vào hai chân tụ xem nhé. Mình sẽ bấm chức năng nấu và chúng ta đặt kim ở hai chân tụ này, cố định luôn này để xem nguồn nó bị sụt không nhá. Khả năng mình nghĩ chỉ nguồn thôi, còn sung thì không ghê gớm gì đâu. Nào, nguồn này mình cắm qua đèn này, nó ra 12 rồi các bạn. Nào, bây giờ mình bật on nhá. On này, nó ngắt luôn đấy. Đấy, nó đóng dưa le là còn 11V9, vừa xong nó vẫn ngắt đấy, lại đóng dưa le rồi. Vậy là đóng ok này, chuyển trạng thái này, đóng dưa le luôn, vậy là ok các bạn ạ. Nó phải không, nó không đóng dưa le cơ. Đây, nó đóng dưa le luôn này, để xem lâu xem ngắt không. 11V9 này. Đấy, lúc này thì nó không ngắt các bạn nhé. Nó mà không ngắt thì lan dài đấy. Nhưng mà 11V9 là mình thấy vẫn chưa đạt đâu nhé. Đối với dây này 12V, ohm zone. 11V9 là mình thấy là chưa đạt đâu. Đấy, tụ lưu rất là lâu. Nào, mình cắm trực tiếp nào, xem nào lên 12V không nào. Lúc nãy mình cắm qua đèn. 12V mấy. Ô, đóng luôn dây này 11V9. Cancel đi nào. On này. Đấy, nó đóng dơ le. Liệu ở dơ le có xung phản hồi không nhỉ? À, khi chúng ta bấm dơ le nó phản hồi một xung về để nó... Đấy, nó ngắt rồi đấy. Bạn thấy không? Vậy là nguồn 11V9 yếu, không đến nỗi lắm. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nguồn 5V cấp cho vi xử lý xem. Bởi vì xử lý nó cũng sẽ phải ăn nguồn 5V, và nếu mà 5V mà mất là nó cũng ngắt luôn đầu ra các bạn ạ. Đó, đây để xem nào. Nếu mà cái nồi cao tần thì các bạn còn phức tạp hơn nhiều. À, bởi vì khi nồi cao tần các bạn không thể bỏ cuộn dây cao tần ra các bạn test được. Nói chung một số nồi là nó như thế đấy, một số nồi Nhật là nó không cho phép bỏ cuộn dây cao tần ra đâu. 11V93 mà nó chưa ngắt này. Lúc nãy nó ngắt, lúc là 11V9 này nó cũng ngắt. Đấy, lúc này thì lại được rất là lâu. Vậy là khả năng là mạch điều khiển có vấn đề.
Bây giờ cái nguồn 5V để mình đi tìm nguồn 5V nhé. Liệu cái con tụ này là con nguồn 5V không? Có thể nó sẽ lấy nguồn điện điện hai cái con 100k và nó vào đây xong nó lọc vào con tụ này. Khả năng nó là con đường ACDS các bạn ạ. ACDS để nó lấy tần số. Đây, vẫn ok, không thấy gì cả. Cái tần số này. Chức năng nấu nhanh là các bạn thì hay nấu này. Đấy. Đóng giờ này bình thường luôn. Giờ này đã đóng rồi các bạn nhé, nghe tạch cái là đóng rồi. Nhưng mà không ngắt nữa. Bây giờ mình sẽ tìm một cách nào đó có thể tăng lên điện áp lên, không phải là 12V nữa, mình sẽ tăng điện áp lên tầm 13 đến 14V để cho mạch nó hoạt động khỏe hơn. Và chắc chắn mình sẽ xử lý vào chân FB rồi. Khi điện áp chân FB mình tác động vào đó thì nó sẽ đưa ra nguồn nó sẽ cao hơn. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ kiểm tra nguồn 5V xem nào. Có thể mình sẽ thay con 5V loại cắm cho nó khỏe. Đấy, lúc này nó ổn định các bạn ạ. Đấy, sửa các cái nồi như thế này mất thời gian nghiên cứu phết đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ chúng ta đi kiểm tra nguồn 5V nhé. Nguồn 5V cấp luôn trên vi xử lý đi. Đo luôn trên này đi các bạn ạ. Bên này nó sẽ có một con tụ C28 là một này, hai con tụ này. Hai chân tụ này sẽ có một con là chân 5V. Không cần biết, chỉ cần quan tâm là hai con tụ này. Nào. Nó sẽ phải có con lọc nguồn 5V. Đấy, 5V đẹp. Tiếp tục này. Con này là mấy V? 4V9. Nào, mình đo con ở 4V9 đi. Đừng nói nguồn nhấp nhổm nhá. Nào, mình ấn on này. Giờ này đóng. Lúc này nó lại không ngắt. 4V94. Như lúc nãy chúng ta bật đi bật lại, bật đi bật lại và cuối cùng nó được đúng không ạ? Đấy, chứ nó không phải bị đầu tiên, có thể là nó nguội bắt đầu nó mới sinh ra bệnh. Rồi mình sẽ để một lúc cho nó nguội nhá. Rồi bây giờ mình đi mình không làm gì cả, chứ bây giờ sờ vào đến lúc nó hết bệnh thì không biết là nó làm bệnh nó làm ở đâu thì lúc chúng ta không biết sửa thế nào. Đây bây giờ mình đi mình dò mạch con ổn áp 5V nào. Các bạn ơi, ở đây mạch sử dụng một chiếc C3205 để làm mạch ổn áp 5V các bạn nhé. Cho nên là mạch ổn áp tuyến tính nên là không, nó rất là ổn định chứ nó không lơ tơ mơ nữa. Và đây cái con chính con 3205 này. Đây chân C của nó là chân nguồn vào này 12V này, chân này DZ 15V 26 này và để đầu ra nó sẽ là 5V này, cho nên cái mạch 5V này sẽ không vấn đề gì đâu các bạn ạ. Vậy là nguồn 5V không sao cả, khi mà sử dụng mạch tuyến tính này thì không thể nào bị lỗi được. Cho nên là cái nguồn 12V này cấp cho 5V thì cũng không vấn đề gì. Vậy là cái nguồn 12V này chỉ có đóng giơ le là đóng hay không đóng thôi, yếu hay không yếu thôi các bạn ạ. Thì giơ le đóng hay không thôi, nhưng mà về mạch điều khiển thì chắc chắn là phần 5V là ok. Mình tưởng 5V là nếu mà 7805 mà loại SMD này là mình pha ngay 7805 cắm ngay. Nhưng hiện tại là nó lại không lỗi do 7805. Nó không lỗi do nguồn cấp trước. 5V đo không vấn đề gì. Rồi bây giờ nó mạch nó cũng nguội rồi nhá. Để chúng ta cắm lại thử một lần nữa nào. Mình sẽ đo ổn 55V xem nào. Khả năng là không vấn đề gì đâu. 5V đẹp luôn ý. 5V này ổn áp tuyến tính như lên là nó không vấn đề gì đâu. Nào, on này. 5V nhá. Bây giờ mình bấm on này. Bạn này tít này. Giờ le đã đóng này.
xem nó ngắt không. Đừng nói là bây giờ nó lại đang ổn định nhá. Mình chưa làm một cái gì đâu ấy, mình chỉ có mỗi vệ sinh IC nguồn thôi, chưa làm một cái động tác gì để sửa đâu. Đây, nó vẫn chạy này. Đèn đỏ vẫn sáng các bạn này. Đấy, mà giờ này vẫn đóng bình thường. Nào, theo khách hàng là hai lấu chế độ quick này, 5V đẹp luôn, không thể là tụt được. Nắn nguồn tiền tính này là khó tụt lắm. Đấy, như thế này thì bác thợ bác ấy chả bực mình ở chỗ là cứ mang về nhà mình thì nó ngon mà mang về nhà khách hàng thì nó lại hỏng này. Rõ ràng lúc nãy chúng ta tháo mạch ra, chúng ta cũng đã thử bấm cái gì đấy. Mình vừa thấy cái màn hình này nó bị tối xuống. Khi khách hàng mang về nhà thì lại lấu hỏng, mà mang về bác ấy là không, à bác ấy lại bảo lấu bình thường 4-5 lần như vậy. Và hiện tại bây giờ mình check nguồn rồi này, bây giờ chỉ còn check xung lệnh từ chân cảm biến này. Con này không sử dụng, xem nào, thạch anh dao động. Mình thấy chân của mấy cái con đèn này như kiểu bác cái chấm lại hay là gì sao ấy, hay là nồi về Việt Nam là bị hàn cái chân này, hàn tay cho nên là nó tóe tóe này các bạn ạ. Rồi, mạch này chưa tìm ra được bệnh gì các bạn ạ, cũng khả năng là căng đấy. Nào bây giờ mình cắm điện trực tiếp, không cắm qua đèn nữa. On này, giờ này đã nóng. Liệu có chăng giờ này không nóng mà nó bị gì nhỉ? Tức là cái giờ này là hỏng rồi. Không thể có việc đấy các bạn ạ. Chế độ lấu nhanh, ngắt đi. Lúc này thì nó lại không ngắt cho. Chẳng nhẽ lại hỏng cái ô cắm nguồn thật à. Ô cắm nguồn này đi theo nồi này, chất lượng lắm các bạn ạ. Về mình ví dụ nhá. Mình ví dụ cho các bạn về một cái việc mà nó ngắt nguồn này. Đây, nó ngắt như này là nó mất lệnh luôn này. Đấy, nhưng khi nó đóng trở lại thì nó lại phải mình cắm điện trở lại thì nó lại nhảy đúng lệnh đấy, có nghĩa nó lại lấu luôn. Nhưng mà như kiểu là cái nút cancel này này nó bị chập này, thì mình cứ ấn chế độ bật chạy thì nó lại cancel như này, và nó lại cancel như này luôn này, đúng cái tiếng như này luôn này, xong nó cancel như này. Nhưng mà thường thường cancel này nó có tiếng tít cái, nhưng mà kia là nó không có tiếng cơ. Đấy, cái bệnh này khá là nan dài, chắc là mình sẽ phải để mình theo dõi thêm 1-2 hôm. Mình để như này mình theo dõi thêm xong rồi mình fix lỗi xem thế nào. Đấy, nó vẫn nhớ lệnh. Thế nên là đóng dơ le rồi mà mình vẫn chuyển được là sao? Có sao dơ le là cứ đóng liên tục nhỉ? Đáng nhẽ nó phải ở cái chế độ để mình cancel xem nào. Này chưa được đóng này. À đây đóng luôn dơ le. Dơ le có đóng sớm quá không nhỉ? Đấy vẫn chuyển được này. Một lát, tức là khi mà mình ngưng sử dụng, mình ngưng bấm rồi, một lát sau bắt đầu là mình sẽ không bấm được nữa. Thế là mới là chính xác. Đấy, mình để cũng lâu rồi. Đấy, vẫn bấm được, vậy là không ổn. Tức là chuyển chỉ trạng thái các bạn ạ. Nó chưa chuyển trạng thái sang chế độ mà tắt nút on.
ra của nó là phải chuyển trạng thái sang chế độ đấy là mình sẽ không bấm được nữa, khi nó nấu rồi nó không bấm được nữa. Có thể là người Nhật người ta sẽ ưu ái cái, bởi vì người ta nghĩ về con người thì người ta làm cho ví dụ các cụ già sẽ bấm sẽ chậm hơn chẳng hạn. Nào bây giờ mình bấm được rồi đấy, đấy các bạn thấy không, không bấm được nữa. Vậy là nồi này không, chưa thấy gì cả. Ok, mình sẽ để tạm dừng nó lại. Khi mà nó mất kiểu tách một cái nó mất, mà cái đồng hồ này nó vẫn nguyên đấy, đồng hồ vừa mất đấy, đồng hồ này nó vẫn nguyên cơ các bạn ạ. Thế ví dụ các bạn cắm điện vào xem đồng hồ có thay đổi không, không thay đổi, bật chế độ chạy cho thay đổi không. Mình hôm qua mình còn chuyển trạng thái menu cơ, menu đâu rồi, này nó thay đổi như này này. Nhưng mà cứ vào nấu nhanh là nó bị này, đóng dây này luôn sợ nhá. Các bạn thấy không, đúng chế độ ấn nút cancel không đấy nhá, để lại mẹ phát sinh bệnh như này này. Ví dụ mình ấn nút cancel là nó tốt như thế lại hết rồi đấy. Liệu khả năng cái đường mạch của nút cancel này nó bị chập không. Đây nó đúng tình trạng như này này các bạn này. Cancel là nó mất lệnh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dò mạch ở cái hủy lệnh này xem. Cái nút cancel này. Hủy lệnh xem nhá. Ok, mình tạm dừng video, mình dò mạch xem nó lỗi như nào nhá. Để chúng ta đo nội trở trước. Nói chung là việc thì nhiều nhưng mà nồi cơm là phải sửa trước các bạn ạ. Nồi cơm là cái là bắt buộc phải sửa. Rồi người ta còn phải ăn mà. Xem nội trở của này bao nhiêu. 4,2K. Nội trở trong mạch thì đỡ làm sao được. 1,3K điện trở trong mạch. Xem nút khác nào. Ôi 64 ohm, này thì chịu rồi. Cái này nút này nút gì, nút này nút gì đây, bấm thử nút này xem nào. 64 ohm không bấm được, khi mà nấu rồi là tất cả các nút này bị khóa rồi, nhưng mỗi nút cancel là không bị khóa thôi. Rồi mình đi mình dò mạch nút cancel nhé. Rồi các bạn này, đây nhá, ở hai chân cancel này thì đây cái lệnh cans là có một chân là 102 xuống đất, 222 2K2 xuống đất này, và chính cái chân đó nó chạy về chân số 4, chân số 4 UIC này. Thì mình đo ở đây là 2K2 rồi, nhưng mà nó chạy qua cái con 102 gậm 102 này này. Lát mình sẽ nhấc cái chân con này lên để tránh cái trường hợp là con này bị chạm xuống mạch dưới nhé. Và chân thứ hai của nó này là nó sẽ chạy qua, nó chạy về chân điều khiển chân B của con chan này, thì chân C con chan này ăn nguồn các bạn ạ, C chan ăn nguồn 5V, và chân B của nó là chân kích hoạt để đóng xe đó. Đây để mình kiểm tra cho chính xác này, mát này, to từ chân tụ mát đây, đấy chân e con chan này nối đất này đó, và kích hoạt chân C của nó là được đi từ một chân điều khiển nhé, và chân cancel này thì nó xông vào chân B của con đèn này đó.
thì khi cái chân cancel này nó lại chung với cả đây là mát của nó này, khi nguồn ấn vào thì nó sẽ cái định thiên từ chân điều khiển này thì không nói gì rồi, nhưng mà cái chân dương này nó lại đi cùng vào đây và nó lại ăn cùng với con đèn led ở đây đó, nó ăn cùng một con đèn led đây, thành ra là nếu mà con đèn led ở đây mà nó có bị giò chẳng hạn, nó bị giò chẳng hạn, là nó sinh ra một cái lệnh cancel giả các bạn nhé. Chính con đèn led này này đấy, cho nên bây giờ để cho nó hoàn hảo hết, mình đầu tiên là mình đi mình thay mấy con đèn led này cho nó chắc lại các bạn ạ, thay mấy con đèn led này. Mình sẽ tháo ra mình đo nội trở của đèn có bị giò không, nếu mà nó giò chắc chắn giò rồi thì là đúng bệnh rồi, còn nếu mà nó không giò thì lúc đó thì mình lại phải đi tìm các cái con mà nó đi đè qua mạch này này của cái chân cancel này, mình khả năng mình chỉ có nghi là cancel thôi, bởi vì khi đúng bấm lệnh cancel nó đúng lệnh như thế, đúng vào chân con này thì lại là cái con đó đi chung chân với cả con nút cancel rồi. Ok, bây giờ mình đi mình tháo led ra mình kiểm tra nội trở nhé. Hello các bạn, rồi mình đã fix được cái lỗi mà cứ bật một lúc là nó tắt, bật một lúc là nó tắt rồi. Nào, bây giờ mình bấm vào test thử cho các bạn xem nhé. Sau rồi mình sẽ nói cho các bạn là biết lỗi nó nằm ở vị trí nào. Đây mình sẽ cắm, đầu tiên mình sẽ cắm qua đèn trước này. Mạch nó đã có điện rồi nhá. Là mình ấn on này. Mình sẽ test chức năng nấu thường, chức năng nấu nhanh nhá. Nấu thường này. Đấy, giờ này đã đóng. Đấy, và nó sẽ không bị ngắt nữa nhá. Đấy, mình sẽ để cho vài phút xem thế nào. Sửa chữa quan trọng nhất là tìm được vị trí nó hỏng. Đấy, các bạn thấy nó không bị mất nữa. Rồi mình tắt này. Đấy, đúng cái kiểu tiếng tắt là cái tiếng mà bệnh của nó là kiểu tiếng tắt, cho nên mình đi mình dò phím tắt và phím tắt nó đã ra bệnh. Đây mình bật 2 tiếng này, nó sang chế độ nấu nhanh này. Đấy, giờ này đóng rồi, cái giờ này đen này đóng cho sợi đốt dưới đấy. Mà cái lỗi này thì thật sự ra là không nồi nào giống nồi nào nhé. Cho nên là lỗi này thì các bạn để tham khảo thôi. Khi mà sinh ra những cái bệnh nó quái dị thì các bạn áp dụng cái bệnh là cái lỗi như này, sửa lỗi kiểu như này. Các bạn thấy không? Nó không bị tắt. On off này, chế độ ủ này. Chế độ ủ này thì thật sự ra là trong cũ nó không bị sao các bạn ạ. Nó có mỗi 2 chế độ nấu này thôi. Bây giờ mình sẽ nói đến cái đây, mình cắm trực tiếp đi. À, chúng ta thử lại này. Đấy, lên đèn đóng giờ này. Mình vẫn phải cắm cảm biến để cho nó chống báo báo lỗi nhé. Đấy các bạn thấy không? Hôm qua là mình sửa hôm qua, hôm nay bắt đầu mình sẽ sửa tiếp, bởi vì tối qua 12 giờ đêm là mình sẽ nghỉ, mình không sửa nữa, và hôm nay là tối nay 22 giờ này mình sẽ sửa này, sửa tiếp này. Mà ban ngày thì mình đi sửa thiết bị khoa học kỹ thuật, còn ban đêm thì mình sẽ, tối mình sẽ về nhà mình sửa ở nhà đó. Ok rồi các bạn nhé. Đây bây giờ mình sẽ đi chỉ lỗi của mạch này cho các bạn xem. Nó không nằm ở mạch nguồn, ổn áp nguồn ok, 12V tụt có 11V9 cũng không ảnh hưởng, bởi vì cái 12V nó chỉ có tác dụng đóng cho dây lè thôi, cấp nguồn cho dây lè để đạo điều khiển dây lè thôi. Đó, cho nên nó không ảnh hưởng gì. Cái điện áp 5V nó được lọc bằng con ổn áp bằng con chan rất là lớn này. Cho nên nó không vấn đề gì các bạn ạ. Mà nguyên nhân là nó nằm ở đây. Bởi vì khi chúng ta ấn nấu này thì nó nhảy lên và xong rồi nó lệnh của nó như kiểu lệnh tắt. Thì mình đi mình xoáy quanh cái phím tắt này. Mình đi mình xoay quanh phím tắt. Điều đầu tiên để cho chắc ăn, mình đã thay cái nút tắt này nhá. Mặc dù nút tắt của nó không hỏng, nhưng mình cứ thay nút tắt.
để cho nó tránh cái trường hợp mà nút nó bị rỉ. Mình đo dò nó không bị dò nút nhá. Lỗi nằm bên này các bạn này. Các bạn nhìn thì con trở dán này không? Đây mình zoom lên cho các bạn xem. Đó. Con này là con 102. 102. R33 đấy các bạn. Đây các bạn, mình nghiêng đi cho các bạn xem này. Đấy. Mình nghiêng cho các bạn xem nhá. Đấy, các con chở khác. Để mình lấy led lại cho chắc. Các con chở khác các bạn thấy nó cắm rất là sát. Đúng không ạ? Đó, nhưng mà riêng con chở này các bạn thấy nó kênh lên này. Kênh thì nhìn xuyên qua được này. Đó. Đó, nhìn xuyên qua được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái lưng con chở, à cái bụng con chở này, nó áp xuống. Đây cái đường mạch nó đi như này. Ở đây có một con 1222 này. Nó đi xuống đây này, xong nó chạy vòng qua đây. Vòng qua đây nó đi về chân số 4 của con IC chính này. Về chân số 4. Đó. Nó đi từ con 222 này đi qua chờ này. Và nó đi theo chân này, nó về chân số 4 này. Và khi nó về chân số 4 này, nó chạy qua lưng bụng con chờ này. Và khi con chờ này nó bị như kiểu thời tiết ẩm hay gì ấy, nó chạm xuống cái mạch bên dưới. Chính vì thế cho nên là nó sinh ra cái lệnh là lệnh giả. Nó sinh ra cái lệnh giả, có nghĩa là nó cảm giác như là mình bấm hai nút này với nhau này. Và cái chân bên này của nút bấm thì nó chạy về chân B của con tràn này. Chân C của nó là ăn nguồn dương. Chân E của nó là xuống đất. Nguồn dương nó đi định thiên qua một con trở này. Thì tức là khi cái nút bấm này bạn bấm thì nó tạo một cái lệnh nối vào đây và nó điều khiển con tràn này để ra lệnh cho một cái, một loạt các cái khác và bật một cái đèn này. Đó. Khi bạn bấm cancel thì nó ra lệnh cho để tắt nguồn của cái đèn và tắt các cái lệnh điều khiển để đóng dơ le. Chính vì thế cho nên là khi ở cái chân da này, này nó chạm vào con chờ này thì nó bị một cái lệnh ảo đưa ra từ cái chân con này lên con 102 này và điều khiển ảo các bạn ạ. Chính vì thế cho mình đã nghiêng con 102 lên. Đấy, bệnh là có thế thôi. Và thêm một cái động tác nữa để mà khi mà chúng ta thấy bệnh nó lạ thì chúng ta lên vệ sinh mạch để tránh cái trường hợp mà nồi nó bị ẩm, và khi mà nó bị ẩm thì nó sẽ sinh ra những cái lệnh rất là ảo. Đó, bệnh của cái mạch này nó nằm ở đúng con 102 này thôi. Nó là con trở dán, cho nên là một số cái trở dán, ví dụ như những con tụ này này, các con tụ dán này này, nó sẽ luôn luôn có điện áp. Đây là điện áp dưới này là mát này, đây là dương này, thì nó luôn luôn trên lui trên nó điện áp. Và khi cái keo ở bên dưới bụng này, cái keo mà dán cái con tụ này xuống này trước khi hàn này, nó bị giò các bạn ạ. Cho nên là tại sao con tụ này các bạn đo nó hay chập, nhưng bản thân con tụ nó không chập, mà là do cái keo nó dẫn điện từ dương sang âm. Đấy, thì con trở này nó cũng là tương tự như thế. Thì cái keo ở dưới nó sẽ là dẫn điện từ cái mạch, mặc dù là bên sản xuất có sơn nhưng mà nó vẫn sinh ra lệnh các bạn ạ. Đó, bệnh của nó có thế thôi. Bây giờ mình đi mình nắp nồi trở lại nhé. Ok. Để đảm bảo cho mạch hoạt động tốt các bạn ạ, mà không bị ẩm, mình sẽ quét cái nước gọi là bảo vệ mạch cho mạch nhé. Đối với cái nước bảo vệ mạch này thì nó sẽ giúp cho mạch các cái chân linh kiện này nó không tiếp xúc với không khí, không tiếp xúc với hơi nước. Nó sẽ đảm bảo là mạch của các bạn hoạt động nó sẽ bền hơn. Nhất là khu vực có con IC này, những cái chân của nó này, chúng ta quét đậm nó lên.
đi xe nguồn này là rất quan trọng, là nó sẽ đánh lửa các chân với nhau các bạn ạ, cho nên là nếu mà có nước bảo vệ mạch thì nó sẽ đỡ đánh lửa và nó sẽ bền hơn nhé. Ok, bây giờ mình để nó xe một chút xong rồi mình đi mình lắp nó vào. Được các bạn ơi, mình đã lắp hoàn thành rồi. Mà bây giờ chúng ta đi test thử. Đây, vẫn là cái dây nguồn của mình đây. Và mình sẽ cắm điện xem là lúc này nó có bị lỗi nữa không nhá. Và mình sẽ cắm đến khi nào nước sôi. Và thêm nữa là mai mình sẽ để cho bà xã sử dụng vài hôm trước khi trả khách. Bên mình cắm qua đèn, khi mình bật cái này cúc là nó sẽ bật sợi đốt và sợi đốt sẽ sáng trưng đèn nhá. On này nó sẽ đá, nó sẽ nháy đấy. Khi mất nguồn cấp trước thì nó sụt, nó mất lệnh. Đấy, bây giờ mình đã cắm thẳng này. Đấy, nó vẫn nhớ chế độ lấu này, cancel này, on này. Đấy, nó vẫn đang on này. Các bạn nhìn thấy đèn sáng không? Mình sẽ để một nút cho nước nó sôi luôn đi này. Nếu mà bây giờ mình dừng thì khách hàng lại không biết là có ok không, mình sẽ không dừng video nhé. Các bạn nhìn 22:48 này, gần 11 giờ đêm rồi. Căn bản là ban ngày là mình đi mình sửa chữa ở công ty, sửa chữa thiết bị khoa học kỹ thuật. Chính vì thế cho nên là tối về mới là mình sửa. Tại sao mà các bạn gửi đồ đến nó hay bị chậm trễ mà bị để lâu? Chính vì là mình đi sửa cho công ty nữa. Đó, bạn ấy không ngắt đúng không ạ? Và mình thử mở nắp lồi xem nào. Đấy, nồi đang nóng, nóng rồi nhé các bạn nhé. Nó đang ăn 670W các bạn ạ. Các bạn nhìn được cái đồng hồ kia. Để mình cho con đèn xuống cho các bạn xem. Các bạn thấy không? 670W. Với camera mình quay góc rộng thì mình sẽ không phóng to được, thu nhỏ được ở cái góc này. Đây các bạn nhìn đây, 669W này. Đó, tức là nó đang nóng sẽ đốt dưới đấy các bạn ạ. Và khách hàng rất hay bị tình trạng là cái lấu nhanh. Mình sẽ chuyển sang lấu nhanh. Lâu nhanh nó cũng không ngắt các bạn nhé. Đấy, như đầu video là chúng ta thử thì lâu nhanh là bật cái là nó ngắt, bật cái là nó ngắt. Nhưng mà lâu chậm thì nó có lúc nó ngắt, có lúc không. Nhưng mà bây giờ là lâu nhanh cũng ok luôn các bạn này. 700W các bạn ạ. Lâu nhanh khả năng là nó 3 sợi đốt nó cùng nóng một lúc hay sao vậy? À, tất nhiên là sợi đốt trên này nó vẫn phải nóng là để khi mà cái hơi nước bay lên. Tại sao các cái nồi này khi bạn mở nắp nó không bị nước? Thì tiện đây mình hướng dẫn các bạn một số cái nồi này nó hỏng nhá. Khi các bạn ủ cơm mà các bạn thấy, các bạn nấu cơm mà các bạn thấy khi mở nắp ra mà nó có nước, nó không khô mà nó có nước chảy ra dòng dòng ra, thì có nghĩa là sợi đốt trên hỏng. Khi bạn ủ, bật chế độ ủ mà khi các bạn thấy là nó chỉ hơi mấm thôi chứ nó không nóng như mọi khi thì sợi đốt bên hông hỏng. Đó. Và sợi đốt dưới hỏng thì chắc chắn là các bạn biết rồi, nó không sôi được nước. Đó, còn khi cảm biến nó hỏng thì mình đang nói là cảm biến nó bị chở nó cao quá nhá. Rồi mà nó bị quá tăng quá chỉ số thì cơm của bạn sẽ bị có cháy. Còn khi chở của bạn chập thì nó sẽ báo lỗi điện trở nhiệt, gọi là cảm biến nhiệt mà chập thì nó sẽ bị có báo lỗi rồi.
đấy, chập hoặc đứt nó sẽ báo lỗi. Còn khi nó tăng trị số thì nó sẽ bị có cháy đó. Cho nên đôi khi các bạn muốn ăn cháy thì chúng ta sẽ có cách là chúng ta sẽ nối tiếp với cả một cái cảm biến nhiệt một con trở, là nó nồi cơm sẽ có cháy nhá. Đấy, cái con cảm biến nhiệt ở giữa đáy nồi ấy, các bạn cắt ra các bạn nối tiếp với một con trở là nó có cháy thôi. Còn nếu mà các bạn muốn kiểm soát được cái cháy đấy thì các bạn làm cái chiết áp. Đôi khi mình nói vui, mình có chia sẻ bài ở trên fanpage là nếu mà các bạn muốn có cháy, núc không, là các bạn đơn giản các bạn chỉ cần làm một cái chiết áp ra ngoài này chẳng hạn, để ở đâu đấy cũng được. Các bạn để điều chỉnh cái chiết áp đấy là cơm có cháy thôi. Còn cháy già, cháy non là các bạn điều chỉnh chiết áp đấy là xong, là cơm của các bạn có cháy hay không có cháy. Cháy non hay cháy già là tùy theo ý các bạn. Các bạn vặn về cho hai chiết áp nó chập, hai chân chiết áp chập nhau thì nó sẽ là cháy non, là không có cháy. Còn các bạn chỉnh dần lên càng xa thì nó càng cháy già. Rồi, đấy là những cái bệnh liên quan đến cái nồi này là như thế. Nồi cơm điện là có sợi đốt là như thế. Còn nồi cao tần thì nó sẽ có nhiều cái đối với sợi đốt trên và sợi đốt hông của nồi cao tần thì nó tương tự như cái nồi này, bởi vì nó đều dùng sợi đốt. Còn cái mâm nhiệt thì nó lại không giống cái này. Khi mà mâm nhiệt mà có từ công suất có vấn đề thì nó đã báo lỗi, hoặc là nó sẽ không lên nguồn nếu mà chập công suất. Đây các bạn thấy nước bốc hơi chưa? Đấy, nước nồi đã sôi. Ok, vậy là mình đã sửa xong cái nồi cơm điện Toshiba nhé. Để xem model nào. Mình lại quên rồi. Model là RC-18NMF. Xem nào, của hãng gì, của Thái Lan các bạn nhé. Nồi là của Thái Lan. Đấy, ok, vậy là không phải hỏng cái ổ này nhé. Bởi vì chúng ta hôm qua chúng ta hàn trực tiếp dây mà nó còn bị lỗi mà. Thế nên không phải hỏng cái ổ này. Vậy là mình video này để cho đỡ dài, mình xin kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà các bạn muốn theo dõi, muốn đồng hành cùng mình trong các video về sửa chữa nồi cơm điện này, nồi điện gia dụng nói riêng, và sửa chữa các thiết bị điện tử và thiết bị khoa học kỹ thuật nói chung, thì có hai cách. Các bạn theo dõi fanpage sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên Facebook, hoặc là các bạn đăng ký kênh sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên YouTube nhé. Chúng ta cùng đồng hành. Ok, sửa chữa đồ điện Dũng Ngân. Trân trọng cảm ơn các bạn.